Rằng ơi, các bạn đã vào live chưa nhỉ? Công bao hoa Mina rằng công bao hoa. Chào Gen Z ạ. Hay công bao hoa Ngân rằng công bao hoa. Công bao hoa Mina rằng. Mình nói rằng ơi, các bạn đã ăn tối chưa? Internet nè, chúng ta có hẹn với Yukari lúc 7:30 đúng nhở? Hay các bạn đã vào khá là nhiều rồi. Arigato gozaimasu nè. Arigato. Ok desu nè. Dạ rồi ạ. Yokata desu nè. Alo các bạn ơi. Hai minasan no tokoro desu nè. Tenki wa dou desu ka? Ở chỗ các bạn thì thời tiết như thế nào? So desu nè. À, chỗ em đang mưa. À, so desu nè. Chỗ trên xe cũng đang mưa Mina sẵn ạ. Thời tiết của Hà Nội hôm nay khá là xấu ấy, cả lớp ơi, hình như là đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão hay sao ấy, cho nên là thời tiết Hà Nội cũng đang mưa các bạn ạ. Hôm nay mưa quá ạ. So na desu yo ne, hotto ni ne. Wakarimashita. À, chỗ em cũng mưa quá ạ. Xin xe ăn cơm chưa? Xin xe chưa Mina sẵn ạ. Sensei chưa hả? Nhưng mà các bạn yên tâm là Sensei vẫn có đủ sức live cho Mina-san nhá. In this car. Cho nên là chỉ cần là Mina-san học tốt thôi hả? Mina-san học thật là tốt, xong học xong Sensei sẽ đi ăn hả? Tại vì Sensei chắc chắn ý là cũng có rất là nhiều bạn đang ở trong live và chúng ta cũng chưa ăn tối đúng không? Nhật nhé. Đó, nên là chúng ta sẽ cố gắng nhé các lớp nhá. Các bạn ơi, chúng ta có nghe rõ tiếng của Sensei nói không nhỉ? Hay chúng ta có nghe rõ tiếng của Sensei không? Nếu mà các bạn không nghe rõ thì các bạn nhắn Sensei nhé, để Sensei chỉnh lại mic hết. Mình chẳng nghe rõ chưa? Công bao à. Ok desu ne. À, Sensei ơi, tuần trước Sensei không live ạ. So desu ne, gomen mina san. Các bạn ơi, các bạn lưu ý theo dõi lịch live của Yukari trên fanpage cho Sensei nhé. In desu ka? Tại vì là ví dụ có những tuần ý mà sức khỏe của Sensei không được tốt chẳng hạn. Hoặc là so, yokatta desu. Sức khỏe của Sensei không được tốt nên hoặc là có những cái sự kiện gì đó mà nó bất ngờ xảy ra thì Yukari không live được. Xin lỗi nhưng của men Mina-san rất nhiều, nhưng mà Yukari hứa là sẽ chăm chỉ live cho Mina-san đều đặn ha. Nhưng thế cả cho nên là các bạn đừng quên để lại những comment về các chủ đề mà mình có hứng thú cũng như là mình muốn học nhé, để Yukari biết, để Yukari sẽ live vào thứ năm hàng tuần cho Mina-san nhé. Nhưng thế cả. Sensei ơi, em về đến nhà ướt hết ạ. À, so desu ne. So desu ne. Thế lại tại sao lại không mang áo mưa? Mina-san ơi, kiểu hôm nay Sensei cũng đang hơi bị nghẹt mũi cả lớp ạ. Tại vì là thời tiết hôm nay ấy, kiểu như là nó vừa nóng xong hôm qua đúng không? Xong rồi hôm nay nó mưa. Thành ra là thời tiết thay đổi rất là thất thường ấy. Ví dụ Sensei bị bệnh về mũi thì sẽ khá là vất vả. Các bạn nào mà có di chuyển đi làm ấy, hoặc đi học ấy, chúng ta lưu ý, chúng ta nhớ là mang theo áo mưa, mang theo ô nhá. In the sky, bị ốm ấy, thứ nhất là không học được đúng không? Không làm được, thứ hai là không có sức khỏe nữa. Cho nên là các bạn cẩn thận nhá. In the sky, Mina san đã ăn tối chưa? Các bạn ơi, các bạn đã ăn tối chưa nhỉ? Sensei cố gắng giữ gìn sức khỏe ạ. Arigato gozaimasu. Arigato. Sensei chưa ăn tối. So desu ne, Sensei chưa. Mina san đã ăn chưa? Hay Sensei ăn tối đi ạ. Nhưng các bạn ơi, Sensei mà ăn tối thì lấy ai là người livestream cho Mina san? Arigato ningen san, Sensei sẽ ăn tối sau nhá. Arigato gozaimasu ne. Hay. Rồi, so desu ne, bây giờ là 7:35, chúng ta đã bắt đầu live được 5 phút rồi Mina san ạ. Cho nên là chắc là sẽ không để cho Mina san chờ đợi lâu hơn nữa đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ đó, chúng ta sẽ bắt đầu buổi live ngày hôm nay nhá. Em hóng live mãi à? So desu ne, nếu mà đã hóng live thì phải thật là chăm tương tác với Yukari đúng không nhỉ? In this call, và đừng quên để lại những bình luận để Yukari biết rằng là các bạn đang tò mò cũng như là đang muốn học về chủ đề nào nhá. In this call. Mưa ở nhà mà xem live thì tuyệt vời. So desu ne, hai wakarimashita.
Mưa rảnh mà. À, so this nhé. Đúng rồi, ý tưởng hay đấy nhỉ, Minh đang rằng nhỉ. Nhưng cá vậy thì chúng ta không, vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến cái ý tưởng là không xem một mình đúng không? Có thể rủ bạn mình xem cùng nữa. Hay this nhé. Hay. Rồi, và không để Minh đang rằng chờ lâu nữa ha. Bây giờ đang là 19 giờ 36 phút rồi, chắc là chúng ta sẽ bắt đầu buổi live ngày hôm nay luôn với Yukari nhá. Hay, ở buổi live ngày hôm nay thì như đã hứa thì Yukari sẽ chữa cho các bạn một chủ đề siêu siêu kinh điển của nó vốn, đó là từ vựng và ngữ pháp. Internet có các bạn ấy nhắn tin cho fanpage của Yukari và nhắn tin cho Sensei, đó là Sensei ơi, lên N4 cả ngữ pháp cả từ vựng thì em đều thấy nó nhiều và nó khó hơn. So this, các bạn ơi, nhiều và khó hơn ý là chuyện đương nhiên ý, mình nói rằng tại vì là N4 là lên một cấp độ khác hơn so với N5 đúng không? Và là một cấp độ cao hơn nữa, không những là khác nhiều hơn, không những là khó hơn mà nó còn nhiều hơn một chút xíu nữa. Tuy nhiên nhá, thì Sensei nghĩ rằng là đã lên đến N4 ý, thì cái việc mà các bạn làm quen với cái guồng học tiếng Nhật nó rất là quan trọng vào lớp ạ. Ví dụ nhá, ngôn ngữ này nó sẽ là cái sự duy trì liên tục. Các bạn học xong này, các bạn ứng dụng luôn và các bạn học liên tục thì Sensei nghĩ nó sẽ không phải là vấn đề đâu, mình nói rằng ạ. Ví dụ này, có ngữ pháp nào khó hoặc là các bạn muốn Yukari làm về chủ đề ngữ pháp nào thì các bạn đừng quên đó là để lại comment cho Yukari biết nhá. Ngoài ra thì các bạn nào mà comment đầy đủ 3 đáp án đúng chính xác trong livestream này của Sensei thì sẽ nhận được một học bổng, đó là giảm 10% học phí ở một khóa học bất kỳ của Yukari khai giảng trong tháng 8 này nhá. Ngữ pháp khó nhưng mà không bằng chữ Hán ạ. N4 chữ Hán nhiều quá, hiu hiu. N4 chữ Hán nhiều quá. Thế này là đang nhắc khéo Sensei là tuần sau là phải làm live về chữ Hán đúng không? So desu ne, hai wakarimashita. Vậy thì tuần sau nhé, Sensei sẽ bàn đến phòng đào tạo, có thể là chúng ta sẽ có một buổi live chữ Hán nhé. Chiều các bạn ấy thế là cùng, nhưng mà các bạn không học được là Sensei buồn lắm ấy. Chưa dám hứa đâu nha, anh nhân chi rằng chưa dám hứa đâu. Thế nhưng mà Sensei sẽ bàn điều này với phòng đào tạo nhá. Mấy câu đúng thì được học bổng ạ? 3 câu nhưng mình đã giảng nhá. Indesca 3 câu đúng thì mình đã giảng sẽ nhận được một học bổng, đó là giảm ngay 10% học phí ở một khóa học bất kỳ của Yukari trong tháng 8 này. Indesca. Các bạn ơi, các bạn vẫn nghe để Sensei nói đúng không? Hay. Rồi, chắc là chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay luôn nhé các bạn nhé. Trước khi mà vào học thì Minh Sàng đừng quên nó chuẩn bị cho Sensei một quyển sổ đúng nhá, và một cái bút, và các bạn đừng quên nó là báo cáo kết quả học tập của mình tiết này cho Sensei biết nhá. Index có xem là mình có thể làm đúng được bao nhiêu trên 20 câu đúng nhá. Hay. Để kiếm show đây Minh Sàng. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ vào bài hôm nay luôn. Hôm nay thì vì TikTok ấy, các bạn có tâm sự với Sensei là Sensei hơi nhanh. Đó cho nên là hôm nay Yukari quyết định là sẽ soạn lại cái slide, soạn lại cái tài liệu mà để livestream á, đó là Yukari sẽ chỉ giữ lại khoảng 20 câu thì 25 câu thôi Mina rằng ạ, để chúng ta chữ làm sao cho nó thật là kỹ cho Mina rằng học nhá. Internet hay ikimasu ne Mina rằng. Các bạn ơi, đã có kết quả chính thức rằng là khi nào sẽ có kết quả của ChatGPT rồi đấy. Mina rằng cập nhật được chưa? Internet. Đó cũng đã có cái lịch đăng ký thi ChatGPT rồi đúng không các bạn? Đó, cũng đã có cái lịch thi đăng ký ChatGPT rồi. Thì bạn nào mà để ý đến kỳ thi này ý, chúng ta lưu ý nhá. Lưu ý những cái mốc thời gian và những cái lịch ý, Yukari cũng đã cập nhật trên fanpage của mình, và mình sẽ có thể theo dõi nhá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn để môn đại ý chi nhá các bạn nhá. Hãy môn đại ý chi ý, đó là chúng ta sẽ đến với một môn đại từ vựng đúng nhá. Ngày 22 chính xác ngày 22 tháng 8 đúng nhá. Chính xác nhá. Hey, tiếp theo, chúng ta sẽ đến với môn đại ichi luôn nhé cả lớp nhé. Ở môn đại ichi này thì chúng ta có một cái môn đại về từ vựng cả lớp ạ. Em lo quá. Lo quá. So để hình như là Yukari cũng đã update đề đúng không, và có cả đáp án rồi đấy. Mình đang rằng ạ, các bạn có thể là xem là điểm của mình đến đâu nhá. Internet. Bạn nào mà muốn up cấp độ ấy, chúng ta nhanh nhanh tay là đăng ký cho mình một khóa GPT cũng như là hoặc là một khóa GPT tích hợp Kaiwa nhé, để chúng ta có thể là up cấp độ cũng như là ôn tập cho kỳ thi mới thật là nhanh và đúng tiến độ nha Mina sang nhá. Hay, rồi chúng ta sẽ đến với Ichiban nhé. Hay. Hay cả lớp mình ơi, các bạn ơi, các bạn đọc với Sensei nhá. Gakkou e iku toki desu ne. Hay tochiu de Deska tochiu để Sensei sẽ để một vài chữ Hán ở đây để Minasang luyện đọc luôn này. Để các bạn nhớ là đọc với Sensei nhá. Hay gakkou e iku toki. Hay tochiu để nani nani ga. Indesuka? Koshou shite shimaimashita. Hay koshou shite shimaimashita. Ok desu ne. Đấy, rồi, vậy thì Minasang ơi, để mà làm được môn đai từ vựng này chúng ta sẽ
liên quan đến kỹ năng dịch khá là nhiều các bạn ạ, cho nên là các bạn chú trọng việc dịch cho sensei nhé. Chúng ta sẽ cùng với sensei dịch câu này ha. Indeska. Đây, ra, câu này sẽ được dịch là khi mà đúng toki ですね. Khi mà đi đến trường đúng không? Tochiu de. Tochiu là giữa chừng đúng các bạn. Indeska. Đó, tochiu de. Giữa chừng thì hãy nani nani ga có cái gì đó bị cô sô shite shimaimashita, bị hỏng đúng không? Vậy thì cái gì hỏng các bạn? Rồi, sensei đã thấy rất là nhiều đáp án ở đây rồi. Chúng ta đã đến với câu đầu tiên khá là dễ dàng đúng không các bạn? Câu đầu tiên có đáp án là đâu, chính xác nhất đáp án của chúng ta chính là kuruma. In ですね, chính xác. Hai kuruma ですね. Rồi, có phải một không ạ? Chính xác rồi. Đi đến giữa đường, đi học đúng nhá, thì xe của tôi bị hỏng. Các bạn làm bài rất là tốt. Arigato ni ngân sang, chi sang, ryu sang, fu sang, arigato gozaimasu. Em chỉ cần làm đúng 3 câu là được 10% khóa học Kaiwa ạ. Chính xác rồi nhá. Chính xác rồi nhá, fu sang nhá. Dễ khó đúng không các bạn? So ですね. Hãy cho nên là bây giờ cố gắng lên, gambatte kudasai. いいですね。で、じゃあ次行きますね。2番ですね。はい。何々一緒に花を見に行きませんか？そうですね。一緒に花を見に行きませんか？là cùng nhau đúng nhá. 花を見に行きませんか？ là cùng nhau đi xem hoa không? いいですか？ cùng nhau đi xem hoa không? Biết rằng để ý xem cấu trúc 行きませんか đúng nhá. Chúng ta học từ lớp 5 rồi. Cấu trúc 行きませんか dùng để mời dụ. Đúng, các bạn dùng để mời dụ ai đó làm với mình một cái hành động nào đó. Ở đây chúng ta có các phó từ như sau. Đầu tiên là itsumo. So ですね. Itsumo là lúc nào cũng đúng cả lớp. Lúc nào cũng thì làm sao mà có thể mời bạn là này, lúc nào cậu cũng cùng tớ đi xem cắm hoa nhá, thì làm sao mà lúc nào bạn cũng cùng đi với mình được đúng không? Đó, cho nên là đáp án của chúng ta không thể là ichi được. Đáp án là gì cả lớp nhỉ? À, hôm qua em mới học chữ này rồi rồi. Đáp án là gì? À, kondo. Chính xác rồi cả lớp ơi, đáp án của chúng ta chính là côn độ. Tại sao lại là côn độ ấy thì các bạn cùng nhà sensei giải thích nhé. Biết rằng là bài rất là tốt. Yokudekimashita yo. Arigato gozaimasu ne. Rồi, câu này sẽ là lần tới đúng nhá. Đó, lần tới ấy, thì cậu đi với tớ đi. Cậu hãy cùng đi với tớ đi ngắm hoa nhá. Cậu có muốn cùng tớ đi ngắm hoa không? Đúng nhá. Kino là ngày hôm qua này. Hay kesa, kesa thì là sáng nay đúng không các bạn? Indeska kesa sáng nay nó quá khứ rồi, đúng nhá? Đó, quá khứ rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không thể dùng ikimasen ka. Xong lại kesa wa nữa thì là xỉu rồi đúng không các bạn? Không có nhá. Hay. Đáp án chúng ta chính xác là con độ. Các bạn làm bài rất là tốt nhá. Chúng ta sang câu 3 nhá. Sambang desu ne. Indeska. Hay. Em sai rồi. Sai rồi, bây giờ đã hiểu chưa Minasan? So ですね. Không phải là một như bây giờ nhé. Một itsu, itsu thì là khi nào đúng không? Còn itsumo thì là bất kỳ khi nào cả lớp ạ. In ですね. Đó, cho nên là đáp án của chúng ta không phải là một nha. Em có thể dùng câu này để tán trai được không ạ? Em có thể dùng câu này để tán trai và tán gái được không ạ? So ですね. Cái này xin suy nghĩ là sẽ tùy vào cái phong cách của các bạn ấy. Indesne, nhưng mà cũng là một câu khá là hay đúng không? Indesne, vậy thì còn chần chừ gì mà phô giảng đúng nhở, không nốt ngay lại để có thể là đi tán crush của mình đúng không nhở? Hay. Rồi chúng ta sẽ sang câu 3 nhá. Indesne, câu 3 của chúng ta cũng khá là đơn giản đúng nhở. Miễn rằng nhìn thấy luôn chúng ta có một cái đuôi đó là tabete imasen đúng nhở. Tabete imasen, vậy ở đây sẽ là bán cửa hàng vợ. Bán cửa hàng và nát thì nát thì tabete imasen. Đáp án là gì nhỉ cả lớp nhỉ? Đáp án là gì nhỉ các bạn nhỉ? Nani nani tabete imasen. Hay. Đây, tabete imasen ý, thì có nghĩa là chưa ăn đúng không các bạn? Chưa ăn thì ở trên lớp ấy nhỉ? Đúng nhỉ? Ở ngữ pháp N4 thì chúng ta đi với cả một cái câu đó là mada. Chính xác của các bạn ơi. Bên rằng là bài rất là tốt nhá. Chính xác, chính xác. Đáp án của chúng ta là mada. Hai, いいですね. Ứng dụng quá ạ. Hay. Hay công bằng bao nhiêu rằng công bằng. Các bạn ơi, các bạn đã ăn tối chưa? Các bạn nhớ ấy là nếu mà Minh đang rằng chưa ăn tối thì các bạn nhớ là Indeska lấy cơm ra và cùng ăn với sensei. Đấy là các bạn có cơm. Indeska, các bạn đừng để bụng đói nhá. Hay cấu trúc dùng thường xuyên do sensei hỏi đầu giờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Suốt ngày sensei hỏi Minh đang rằng là Minh đang rằng mô bán cô hăng cả bên mắt tạo cá đúng không? Đó, minasan mo tabemashita ka? Minasan đã ăn chưa? Thì nếu mà chưa ăn đúng không? Các bạn chưa ăn, chúng ta hoàn toàn có thể trả lời là Ban gohan wa mada tabetemasen. Như thế nhé. Hay, ban gohan wa mada tabetemasen. Dạ, em vẫn chưa ăn ạ. Nhớ nhá, mada tabetemasen. Như thế nhé. Rồi bây giờ sẽ đố minasan này.
cũng là một câu chưa ăn ha. Thế nhưng mà bây giờ Sensei lại muốn nói với cả bạn bè của mình, này, nói với cả bạn bè của mình một cách nó rất là tự nhiên đi ha, một cách rất là tự nhiên này, một cách rất là thân thiết. Thì Sensei có nói là Tabete Masen không? Chúng ta sẽ phải dùng thẻ gì ở đây nhỉ? Sekai đấy, rất là tốt. Chính xác. Chúng ta có thể trả lời là Sugoi chi sao? Chúng ta có thể trả lời là Mada desu. Chính xác nhá. Mada desu là được rồi ha, nên rằng chính xác rất tốt. Ngoài ra thì chúng ta có thể trả lời là Mada desu ne. Mada. Còn cách nào nữa không? Chúng ta còn một cách nữa là Mada tabete nai. Desu, cụ thể hơn một chút xíu đó nha, Mada tabete nai. Desu ne. Sekai desu, rất là tốt. Nên rằng ạ, chúng ta đã chữa đến câu số 3 rồi. Không biết là cả ba câu này có bạn nào sai không? Bây giờ cả ba câu này các bạn đọc sai không? Tại vì là ba câu đầu tiên chúng ta khởi đầu đúng nhá. Đó, chúng ta khởi đầu với ba câu khá là đơn giản đúng không sao? Rồi chúng ta sẽ sang câu thứ tư nhá. Như thế có. Hay gakko mà để gakko là trường học đúng không các bạn? Gakko mà để cái này đọc thế nào nhỉ có lớp nhỉ? 10 phút. 10 phút là trường hợp đặc biệt đúng không? Vậy thì 10 phút chúng ta sẽ đọc thế nào nhỉ có lớp nhỉ? Các bạn nhỉ? So desu ne. Hay là chúp ờ, các bạn nào mà quên thì chúng ta nhớ nhá, em có sai một câu. Sorry nhé, có sai một câu á, trời ơi ba câu này khá là dễ đúng không nào. Vậy thì nhá, nhớ nhớ đó là sai câu nào thì các bạn nhanh chóng là nốt vào tại sao mình lại sai nhá, và lần sau nhớ là đừng sai nữa. Nhưng mà còn 17 câu nữa. Hay không bắt cứ ta sai, không bắt cứ ta sai. Gakko made 10 phút, 10 phút cái gì đó, kakaranai cơ cả lớp ạ, kakaranai cơ các bạn nhá. Vậy thì kakaranai sẽ đi về cái gì nhá? Hãy gặp cô mà đệ trước bừng nani nani kakaranai nhỉ các bạn nhỉ? Ato kakaranai à? Ato là sau đúng không? Còn nữa. Nhưng mà ato có đi với cả kakaranai không các bạn? Mo có đi với cả kakaranai không? Ý này nhé, rồi chính xác. Còn mo không đi với cả kakaranai nhá. Sensei đã thấy rất là nhiều các bạn có đáp án đúng rồi. Mina rằng học rất là tốt. Bây giờ Mina rằng có thể là comment cho Sensei thêm không? Chúng ta sẽ chờ thêm các bạn khác nhá. Như thế có. Đúng rồi. Một à. Câu này dễ. Hay so this nè, vậy ở đây là Sensei đã thấy biết là có hai sự lựa chọn là chính. Sự lựa chọn đầu tiên đó là Dake đúng không? Dake này, sự lựa chọn thứ hai là Shika. In this nè. Rồi, vậy thì Shika hay là Dake thì mình rằng hơi có một chút mà yêu đúng không? Hơi có một chút là chúng ta đang hơi bị nhầm lẫn một chút xíu nhá, yêu sảng nhá. In this cá lưu ý Sensei này. Dake và Shita đều có nghĩa là chỉ đúng không các bạn? Chỉ cái gì đó. Thế nhưng mà Dake khác với Shita ở chỗ trước hết ấy, là về mặt ngữ pháp với cả lớp ạ, về mặt kết hợp ý, thì shika đằng sau nó chắc chắn là thế này. Cho nên là trên lớp ấy, ở Yukari thì sensei thường dạy các bạn đó là shikanai cả lớp nhá. Như thế cả shikanai tức là shika thì sẽ chắc chắn là đi với cả thế này nhé cả lớp nhá. Như thế cả, cho nên là đã có kakaranai thì đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ là shika đúng các bạn. Hay in desu ka? Đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ là shika. Vậy câu này của chúng ta sẽ có nghĩa là gakko made 10 phút shika kakaranai. Chính xác, rất tốt. Ok desu ne, chính xác rồi cả lớp nha. Đó, 10 phút shika kakaranai nè. Đó, chính xác. Không phải là dake ha, dake đằng sau nó sẽ đi với cả thể khẳng định nhá cả lớp nhá. Hay, rồi, cô bao câu số 5 nào. Để, chà tsugi ikimasu ne. Hay, saikin wa hima desu kara. Saikin wa hima desu kara. Đó. Dạo này thì tôi khá là rảnh đúng không? Nani nani de ii desu. Ii desu ka? Nani nani de ii desu. Rồi, vậy thì đáp án đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta thấy rất là nhiều ít sự đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đáp án nào đây? Matemasu yo. Xin chờ đáp án của mình đang sẵn nhá. Ganbatte kudasai. Hãy ganbatte ne. Em vừa về đến nhà là vào xem coi live của Sensei Kai. Arigato gozaimasu. Vậy là chắc chắn là yêu rằng vẫn chưa được ăn cơm đúng không? Như thế nè. Đó. Ganbatte kudasai ne. Arigato gozaimashita. Hay một ạ. Sensei đang chờ đáp án của các bạn khác nữa nhá. Lúc nào cũng được à? Itsu made mo. Itsu mo. So desu ne. Itsu ka. Hay là itsu. Khó nhỉ. Khó đúng không các bạn nhá. Dạo này tôi rảnh để chúng ta sẽ dịch từng đáp án một nhá. Itsu made mo.
It's made là đến khi nào đúng không? Vậy thì it's made mo sẽ là đến khi nào cũng được. Đúng không nào sao? Đến khi nào cũng được đúng nhá. À, nên lúc nào cũng ổn ạ. Nghe khó hiểu. Đến khi nào cũng được. Vậy nếu mà là câu 1 chúng ta sẽ dịch là dạo gần đây vì là tớ rất là rảnh đúng không? Cho nên là đến khi nào cũng được. Dạo gần đây mới rảnh thôi mà là đến khi nào mới được. Cảm ơn anh rằng. Tiếp này chúng ta xét câu 2 nhá. Câu 2 là いつ いいです. いつ là từ để hỏi nhỉ, có lớp nhỉ. Cho nên là nếu mà có いつ ấy, chúng ta sẽ có hai hướng nhá. Hướng đầu tiên á, đó là chúng ta sẽ đặt câu hỏi いつ. Thôi bà ですね. いつ何時 ですか? À, そうですね. Thôi bà いつ. Hay bên câu shimasu ka? Bao giờ thì bạn học đúng nhỉ? Cho nên là いつ là sẽ không đi trong trường hợp này đâu cả lớp ạ. Cái trường hợp thứ hai mà có thể dùng いつ ấy, các bạn nào mà học cứng cứng N4 một chút ấy, chúng ta có thể nghĩ ấy, đó là có thể là cái thể mà そうですね. Lồng ghép một câu hỏi và một câu khẳng định ấy, mình nói rằng いつかです、いつか、いつかどうか. Đấy là hai trường hợp chúng ta có thể dùng いつ nhá. Rồi, tiếp theo là いつも là lúc nào cũng đúng không? いいですか? Lúc nào cũng được. Dạo này tôi rảnh ấy, cho nên là lúc nào cũng được ấy. いいですか? Rồi tiếp theo là いつか. Mình nói rằng ơi, いつか là khi nào đó, khi nào đó, khi nào đó được. Khi nào đó được, có vẻ là ý nghĩa nó không được phù hợp đúng không các bạn? Tại vì là dạo này thì tôi rảnh mà. Vậy thì tôi rảnh cho nên là lúc nào cũng được. いいですね? Lúc nào cũng được cả lớp ạ. Còn nhắc cái câu mà いつまで も, tại sao? Lại sai, bởi vì là bản thân いつまで để nó là một không gian nó vô hạn đấy cả lớp. いつまで để là đến khi nào cũng được, đến khi nào cũng được, tức là kể cả bạn ấy hết rảnh rồi thì đến khi nào cũng được. Thế nhưng mà sai kinh thôi, đúng không? Dạo này bạn ấy rảnh thôi, chắc gì dạo sau bạn đã rảnh, đúng không rằng. Cho nên là いつも sẽ là đáp án phù hợp hơn về cả mặt ý nghĩa đấy nhá. Có vẻ là ba. Hay すごいですね皆さん. Phần lớn cả lớp, phần lớn các bạn đều chọn đáp án là ba đúng không? Arigato gozaimasu nhé, chính xác rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé, đó là câu số 6 các bạn nha. Hay Sato-san ga keigau shita to kiite. Hay minna nani nani shimashita. Hay Sato-san ga khi mà nghe thấy đúng không? To kiite này cả lớp này, khi mà nghe thấy là là Sato-san bị thương đúng không? Keigau suru đó là bị thương nhé cả lớp nhá. Thì Minna đã cảm thấy thế nào? À, Minna đã làm gì? Mọi người đã làm gì? Hay mọi người đã làm gì nhỉ cả lớp nhá? Bốn từ vựng ở đây có từ nào làm khó Minna-san không? Hay có vẻ là ba. Có vẻ là ba. Amatekudazai, mattemasu ne. Ô, cái này em mới học. Trời ơi, các bạn trả lời thì nó sẽ đau tim quá đi. Chắc chắn. Chắc chắn là một ạ. Chính xác rồi cả lớp ạ. Các bạn làm bài rất là tốt nhá. Ok đấy nhé. Rồi, đáp án của chúng ta chính là hai ichi bằng. Bạn biết là sao ơi, đã bạn nào làm đúng 3 câu chưa? Không thể là kinh nghiệm được cả, kinh nghiệm là đáp án số 2 đúng không các bạn? Đã bạn làm đúng 3 câu để chúng ta có thể nhận được học bổng của Yukari chưa? ですか? Hay sensei ơi em muốn học kaiwa. So desu ne, minasan ơi, nếu mà minasan muốn học kaiwa thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa kaiwa 3 tháng dành cho người đi làm của Yukari nhá. Nên desu ka? Ok desu ne, chỉ với nửa tiếng học một ngày đúng nhá, đảm bảo là sẽ cung cấp cho minasan đầy đủ từ vựng ngữ pháp của nó bố đúng nhá, cũng như là các kiến thức về kaiwa ứng dụng thực tế nhá. Hay lịch học thì linh động đúng nhá, cho nên là so desu ne. Nhiên giảng học, nhiên giảng bận ấy thì nhiên giảng vẫn có thể tìm hiểu được nhá. Tại vì chúng ta có thể học trong ngày được ấy. Hay đúng nãy giờ rồi sao nhé, đúng nãy giờ rồi thì các bạn còn chần chừ gì mà không bích ngay vào khóa học của Yukari để được nhận ưu đãi sớm nhất đúng không nhỉ? Nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với câu 6, đáp án của chúng ta chính xác là shinbai. Bây giờ Yukari kimashita chính là shinbai đúng không nhỉ? Đó. So desu ne. Câu này chúng ta sẽ dịch là Sato-san thì khi mà nghe thấy Sato-san bị thương đúng nhá. Đó thì Minna-san đúng không? Mọi người đã rất là lo lắng đúng không các bạn? Desu ne. Đó, shinpai, shimashita là lo lắng nhá. Hay. Đây, tsugi ni ikimasu ne. 7 ban desu ne. Watashi wa shōrai gashiu ni naru to iu cái gì đó arimasu cả lớp ạ. Naru to iu arimasu ne. Ha ha. Em mà làm đúng 10 câu thì có được giảm 100% không?
Một câu hỏi rất là thú vị đúng nhở? Em có làm đúng một câu 10 câu thì có được giảm 100% không? Vâng, rất là hay rồi nhé. Thế này chắc là cái này chắc là chúng ta sẽ phải đợi ưu đãi, chúng ta sẽ phải đợi ưu đãi. Biết được rằng ạ. Hai ở gần đi mất ta. Rồi đấy nhé. Để cho tôi ghi kia mất nhé. Câu 7 chọn 2, ước mơ ạ. Câu 7 chọn 2, ước mơ. Số nan đê xỉu nhé. Hay, chọn 2, ước mơ. Đúng rồi, đáp án 2 của chúng ta là Yume, đúng cả lớp, rất tốt rồi nhá. Các bạn làm bài rất là tốt. Hay, tôi có ước mơ làm ca sĩ. Chính xác. Tôi có ước mơ làm ca sĩ trong tương lai, đúng các bạn. Chúng ta thêm một chữ shōrai. Shōrai giúp sensei nhá. Như thế nhé. Để, chắc chữ ghi kimasu nhé. Chúng ta đến với câu tiếp theo, đó là hạt chi bằng nhé cả lớp nhá. Đây là câu nói trích của Chipu đúng không ạ? So desu ne, chắc là bạn so desu ne ăn rằng là fan hâm mộ của Chipu đúng không? Hay rồi, chúng ta sang câu 8 này. Đi sang mộ kondo no pachi ni desu ka nani nani kite kudasai desu ka. Hay hijou ni zehi. Hay juben itsumo. So desu ne, chúng ta chọn đáp án nào rồi nhỉ cả lớp nhỉ? Hay đi sang mộ kondo no pachi ni nani nani kite kudasai. Đi sẵn cũng cái gì nhá. Hay đi sẵn cũng cũng cái gì đó tham dự bữa tiệc lần lần tối nhá. Nè đó, tham dự bữa tiệc lần tối nhá. Vậy thì bữa tiệc lần tối chúng ta sẽ đi về cái gì đấy? Hay. So desu ne, so desu ne. Sensei đang chờ câu trả lời của các bạn nhá. Cái gì nhỉ? Mất tên mất xíu. Chỗ em tạnh mưa rồi sensei ạ. So desu ne. So desu ka. À, chỗ phun sòng tặng mưa, tạnh mưa rồi đúng không? Để xem nào. Hình như là ở chỗ sensei. Thật ra là sensei đang trong văn phòng của Yukari á. Thì ra là sensei không có biết là trời có mưa hay không nữa cả lớp ạ. Hay in. Em không chắc câu tiếp theo nhưng nghe bốn có vẻ là thuận tai. So desu ka, nghe bốn có vẻ là thuận tai. So desu ka, bốn có vẻ là thuận tai, bốn là itsumo đúng không? Itsumo thuận tai ở bên nào nhá. Ly sáng mộ con rồi nó ba chi để nhé. Bữa tiệc lần tới thì ly sáng. Itsumo là lúc nào cũng cần lớp ạ. Đó. Lúc nào cũng kita kudasai, lúc nào cũng đến nhớ không? Có phải lúc nào cũng đến nhớ không? Đây là bữa tiệc lần tối thôi mà đúng không? Cho nên là chính xác, chính xác, chính xác. Các bạn đang làm bài rất là tốt. Arigato gozaimasu nhé. Hay. Hay. Đáp án của chúng ta là Nibang nhất định. ですね。ぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください。そうですね。Khi mà mình muốn mời ai đó đến nhà mình và mình muốn nói là này nhất định là cậu phải đến nhá. Thì bên sàng bỏ túi luôn một câu kai wa cho xem nhá. ぜひ聞いてくださいね。いいですか？ぜひ聞いてくださいね。Rồi, ok ですね。で、じゃあ次ね、chúng ta sang câu tiếp theo. Đó là câu số 9 nhá, các bạn nhá. Hay. これから外、あ、機械の使い方を、いいですね。これから機械の使い方を何々しますからよく聞いてください。何々しますからよく聞いてください。あ、機械はマイモーカルバいいですか。使い方thì là cách sử dụng nhá. Đó, これからは từ giờ trở đi, từ bây giờ đúng nhá. Đó, từ bây giờ thì tôi sẽ cái gì đó với cách sử dụng của cái máy này đúng nhá. Cho nên là よく聞いてください。Cho nên là mình rằng nhớ là nghe rõ nhá. Rồi, vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Hay, これから機械の Rồi tiếp theo nào, câu 9 nhá cả lớp nhá. Matemasu. Chết thế này đi thi thì xỉu rồi, sensei đang xỉu đây nhá. Sensei đang xỉu đấy các bạn ạ. Nhất định đi thì sẽ là zeki desu ne. Không không không. Không được xỉu. Ngồi dậy viết bài. Sensei ơi á, ôi sensei đây. Em không thấy đáp án ạ. Ê, các bạn không thấy đáp án ạ. Các bạn đã nhìn thấy đáp án chưa? Sao bên sao không thấy đáp án nhỉ? Sao bị em thấy rồi ạ. So desu ne. Đúng rồi, các bạn không thấy thì các bạn có thể là bảo sensei nhé để sensei chỉnh màn hình ấy. In desu ne. Em thấy rồi ạ. Hay, ok desu ne, minna san. Ba ạ. So desu ne, sensei đã nhận được những đáp án đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ chờ đáp án của các bạn khác nữa nhá. Onegai shimasu ne, matemasu yo.
chắc chắn là đáp án 3. Rồi, đáp án 3 là Setsume, đúng không các bạn? Tại sao lại là 3 nhỉ? Setsume thì sẽ có nghĩa là giải thích, đúng không các bạn? Setsume là giải thích nè. Bây giờ thì tôi sẽ giải thích về cách sử dụng của cái máy này. Cho nên là các bạn hãy nghe cho rõ nhá. Yoku kite kudasai ne. Chính xác, rất tốt nhá. Arigatou gozaimasu. Thuyết minh về cách sử dụng. Chính xác rồi. Setsume nhá, nếu mà bạn đã học chữ Hán rồi chúng ta có thể nhớ đây là chữ thuyết chép với cả chữ minh, đúng nhá. Hay chúng ta sang câu số 10. Minasan ơi, chính thức chúng ta gần hoàn thành xong 1 phần 2 chặng đường rồi. Hay. Yoku dekimashita yo minasan. Sugoi sugoi. 1 phần 2 chặng đường rồi, các bạn đã bắt đầu thấy đói chưa? Các bạn đã cảm thấy đói chưa? Cắm mắt tên ấy. Jesus ơi, em đúng được cả 9 câu. Sugoi, sugoi, sugoi. Rất tốt, rất tốt. Vậy thì nhớ là sẽ inbox cho fanpage của Yukari để nhận được những ưu đãi dành cho mình nhá. Sugoi. So desu ne. Tiếp theo này, Minasan ơi. Em thấy... À. Em thấy hơi đói một tí. So desu ne. Vậy là học nốt bài 2 nên chúng ta đói nhiều là đi ăn là vừa, đúng không các bạn? So desu ne. Sensei ơi, càng chữa sao câu nó càng khó thế ạ? À? Đấy, các bạn bị sensei đưa vào chồng rồi. Internet đó, bị sensei lừa rồi. Ba câu đầu tiên dễ thôi đúng không? Chúng ta phải làm càng ngày càng khó thì đúng cấp độ của nó chứ. Internet. Rồi câu 10 này. Hay. Ha ga warui no de desu ka? Ha ga warui no de. Internet đó. Ha ga warui, ha là răng ấy các bạn. Internet, vì răng tôi rất là không tốt ですね. Đó, cho nên là nani nani mono wa taberaremasen. Đó, cho nên là những cái vật như thế nào ấy thì tôi không có ăn được ですね. Đó, những cái vật như nào tôi không ăn được thì các bạn nhỉ. Hay sensei ơi, câu kết này dễ quá. Hay. Câu kết này đáp án là kibishi là gì nhỉ các lớp nhỉ? Kibishi là kanojo wa kibishi ですね. Khó tính nhá. Cô ấy khó tính đấy. Hay いいですね。はい。ゆ、そうですね。ゆかり、あ、そう。はい。で、皆さん、かおりさんは厳しいですか？かおりさんが変わってんの？かおり先生が変わってんの？はい。OK ですね。rồi、vậy thì câu 10 đáp án của chúng ta là gì nhá? À, chúng ta sẽ lướt qua các đáp án một lần này. Kibishi là khó tính đúng nhá. Rồi tiếp theo là katai là katai là cứng nhá các bạn nhá, katai là rất cứng ですね. Tiếp theo là hayai. Hayai là nhanh ですか? Hayai sẽ là nhanh nhá. Rồi, tiếp theo là fukai. Fukai, fukai tiếp trước chúng ta vừa mới học đúng không? ですね. Fukai có nghĩa là sâu. ですね. Đúng rồi, là sâu nhá. Hay, sekai desu yo. Fukai là sâu, chính xác, chính xác. Nó chính là chữ thâm đúng không? Cái chữ thâm này thì tiếp trước chúng ta đã học rồi đấy cả lớp nhỉ. Nên học chữ Hán của N3 đúng không nhỉ? Nên rằng đúng không? Tiếp trước chúng ta chữa chữ Hán N3 đúng không? Vậy thì đáp án của câu này sẽ là Hai. Sekai desu yo. Minasan yoku dekimashita. Đáp án chính xác là hai đúng không? Vì là răng tôi rất là tệ đúng không? Cho nên là tôi không có ăn được mấy cái đồ cứng. Cho nên tôi không có ăn được mấy đồ cứng đúng không nhỉ? Hai. Rồi, vậy là 1 phần 2 chặng đường đã trôi qua rồi. Minasan rằng yoku dekimashita yo. Hai, kanbatte kudasai. In desu ne. Hai, đói quá sensei. So desu ka, đói quá. Đói quá thì chúng ta có thể là đeo tai nghe này, vừa đeo tai nghe vừa học nhé Minasan rằng nhá. In desu ka, các bạn đừng để bụng đói nhá. Hai. Rồi, môn đề 2 của chúng ta tiếp tục là một bài ngữ pháp nhỉ. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong 1 phần 2 livestream đầu tiên, đó là về từ vựng. Thì 1 phần 2 tiếp theo chúng ta sẽ học về ngữ pháp nhé Minasan nhá. In desu ka? Hay, ngữ pháp thì Yukari cũng đã chuẩn bị cho Minasan 10 câu. Yes, né, tổng cộng đó là 10 câu để Minasan có thể là ôn tập. Cũng như là, so desu ne, có thể là ôn tập này và luyện tập các bài tập của trình độ N4. In desu ne? Rồi, bài số 1 này tương tự là một câu rất là dễ thôi cả lớp ạ. Chất tỏ Okikoe nani nani itte kudasai. Chotto okikoe nani nani itte kudasai. Desu ka? Đó, chotto là một chút đúng không? Đó, in desu ne. Okikoe đã koe là giọng nhỉ các lớp nhỉ. Okikoe là giọng nhỉ các bạn nhá. Cho nên là hay okikoe sẽ là giọng lớn desu ne. Itte kudasai, nói đúng các bạn. Vậy thì thế nào với một giọng nói lớn nhá? Chotto okikoe nani nani itte kudasai. Hay, mất tiếng mất dư yo. Hay, vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án của chúng ta là
Rồi Sensei đã bắt đầu nhìn thấy các đáp án đầu tiên rồi, các bạn vẫn đang tương tác và xem livestream khá là đông. Arigato gozaimashita. Các bạn ơi, chúng ta comment xong rồi, chúng ta làm xong rồi, chúng ta đừng quên đó là chúng ta ghi chép lại những từ vựng và ngữ pháp mới này. Indesuka. Em suốt ngày bị sensei bảo là nói to lên. Đúng rồi, tại vì là các bạn học online ý, ví dụ mà các bạn nào mà học online chẳng hạn, và các bạn không nói to là sẽ rất là khó để nghe đúng không? Biết rằng ơi vẫn nghe thấy sensei đúng không nhỉ? Tại vì hôm nay trời mưa cho nên là khi mà live ấy thì sensei rất là lo. Tại vì là không biết là tín hiệu mạng ấy có ổn định đủ để cho mà mình để cho Minasan có thể là theo dõi cũng như là tương tác với livestream của sensei không ấy. Yes, yes. Hay khó ạ, ước gì có đáp án 5. Trời, có thích đáp án 5 không? Có thích đáp án 5 không để làm 5 đáp án đây. Nè, rồi đáp án của chúng ta là mạnh dạn chọn 5. Em chọn 4 ạ. Rồi nè, vậy là đang có rất nhiều đáp án đúng không? Nè, rồi chúng ta sẽ đi từng cái một, đặc trưng của từng cái trợ từ một trong tiếng Nhật em đang giảng nhá. Các bạn nào ấy mà lỡ có quên, chúng ta có thể lấy giấy bút ra và ghi chép luôn xem hết. Rồi trợ từ đầu tiên của chúng ta đó là trợ từ ni. Indesuka, cái trợ từ ni sẽ có một vài cái đặc trưng như này các bạn ạ. Trợ từ ni sẽ đặc trưng cho nơi chốn. Doko doko ni nani nani ga arimasu, nani nani ga imasu đúng không? Đó, doko doko ni, vậy thì doko ở đây là đi về ni đúng không? Biểu thị cho nơi chốn nhé cả lớp nhá. Rồi tiếp theo ni còn có một cái đặc trưng nữa, các bạn có thể là nốt cho giúp sensei này. Hai đặc trưng của ni đúng không? Rất là rõ ràng luôn. Đó, đặc trưng đầu tiên là cho nơi chốn này, đặc trưng thứ hai là cho một thời điểm cụ thể cả lớp ạ. Đó, đặc trưng thứ hai là cho một thời điểm cụ thể nhá các bạn nhá. Đó, cho nên là dụ như là shichijin ni okimasu, tỉnh dậy lúc 7 giờ đấy các bạn, thức dậy lúc 7 giờ sáng đấy. Nên trong trường hợp đấy sẽ dùng ni nhá. Rồi, hay quá xin chào. Hay, arigato gozaimasu nhé. Vậy thì các bạn còn chân chưa gì mà chúng ta không nốt lại ngay để học bài đúng không? Rồi, tiếp theo này. Hay, in this nhé. Thứ hai là no, đúng các bạn. Hay, no có nghĩa là của nhá các bạn nhá. No có nghĩa là của, this nhé. Rồi, tiếp theo đáp án số 3 nào cả lớp ơi. Dạ, 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 đúng nhá. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc dạ để liệt kê nhá các bạn nhá. In this cả, vậy thì đáp án của câu 1 sẽ là Chotto otikoe để. Chính xác rồi, phần lớn chúng ta đều làm đúng đúng không? Phần câu này sẽ chỉ mồi thôi. Nếu chủ yếu là Sensei muốn nhắc lại cho mình là rằng cái đặc trưng của các trợ từ này này, các bạn nhớ viết viết bài cho Sensei hết. Hay để đi bằng nhé, chúng ta sang câu 2 này. Ô, các bạn đã làm hết cả câu 2 rồi à? Sugoi. Hay. Michi nani nani hito ga ippai imasu kara atsuku natte kita. Atsuku natte kita. Nên ですね, đó, trên đường thì người như thế nào đó. Nên cho nên là được trở nên rất là atsuku natte kita, rất là nóng đúng không? Trên người, trên đường đúng nhỉ, thì người như thế nào đó cho nên là trở nên rất nóng, vậy thì người sẽ là hai michi. Michi cái gì đó hito ga ippai iru. Các lớp có nhận ra được cấu trúc gì ở đây không? Hay đó là doko doko đúng không? Ni hay nani nani ga hay imasu hoặc là arimasu đúng nhỉ? In this car. Ok nhé. Rồi, vậy là đáp án của chúng ta sẽ là chính xác, rất tốt nhất là chúng ta chính là Ichiban desu. Chính xác là Ichiban nhá. Mình sang nhá. Chính xác rất tốt. Nên rằng ôi, gambatte kudasai nhé. Chúng ta sang câu số 3 này. Hay cả lớp đọc với sensei nhé. Các bạn đọc với sensei này. Tanjoubi ni Tanaka-san kara nani wo morattan desu ka? Hay Tanjoubi ni Tanaka-san kara nani wo morattan desu ka? Ở trong cái bữa tiệc cái sinh nhật của bạn đúng nhá. Hay đó thì Tanaka-san đã tặng bạn cái gì? In this card đó thì Tanaka-san đã tặng bạn cái gì? In this card ở đây này chúng ta có này, Tanaka-san nani nani đúng không? Ude doke o moraimashita. Ude doke o moraimashita của bên mình sao nhá. Trong quá trình chuyển về PDF ấy thì hình như cái này nó bị hơi cách xa nhau ra một chút thì phải. Đó. In this card, đây là liền vào với nhau nhá cả lớp nhá. Hai. Rồi, Tanaka-san nani nani ude doke ô, một đại mai chào Takataka-san phải là à, ở đây đây là một câu kinh điển này. Karaga, karani, karate và karawa. Nên vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì?
Đầu tiên là Karak ạ. Nhân sở ơi, ai là người nhận? Tôi là người nhận đúng không? Tôi nhận được cái đồng hồ từ anh Tanaka đúng các bạn. So desu ne, cho nên là Tanaka-san không thể đi về gá được. Desu ne. Đó, cho nên là không thể là Karaga được nhá. Rồi, tiếp theo này Kara là từ đúng không? Kara thì bằng với cả ni. Cho nên là cũng không thể có Kara ni được. Lại càng không thể có Kara de được đúng các bạn. Desu ka? Cho nên là đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ là Kara wa nhá. Và tại sao lại là Kara wa thì mình đang rằng lưu ý cái trợ từ wa nữ sensei này. Đó, phía trước của nó sẽ là chủ ngữ chủ đề của câu. Bên trên nhất thì người ta đang hỏi là so desu ne. Hai tanjoubi ni Tanaka-san kara nani o moratan desu ka? Hay làm cái gì đúng nhá? Tanaka-san tặng bạn cái gì thì bạn ấy đang nói là món quà từ Naka-san á. Từ Naka-san ý. Desu ne. Hai Tanaka-san kara wa đúng nhá? Từ Naka-san ý thì đúng không? Đó, tôi nhận được cái đồng hồ. Từ Tanaka-san ý thì đúng nhá, tôi nhận được cái đồng hồ. Tức là người ta sử dụng trợ từ wa ở đây để nhấn mạnh vào cái chủ thể, đó là món quà mà từ Tanaka-san ý. Desu ka? Ở đây thì Minna sẽ có hai sự lựa chọn nhá. Sự chọn đầu tiên đó là Minna sử dụng là kara wa. Sự chọn thứ hai thì Minna có thể sử dụng như sensei, đó là Tanaka-san ni. In desu ka? Tanaka-san ni desu ne. Ude toke o moraimashita là được rồi ha. Rồi, nên sang các bạn tiếp kutasai. Chúng ta sang câu số 4 này. Yakuse. Yakuse là học sinh đúng không các bạn? Học sinh nói là sensei, kono kotoba wa kono kotoba wa desu ne. Hai, kono kotoba wa nani nani imi desu ka? Nani nani imi desu ka? Hai, sensei có trả lời là yasashii という imi desu. Desu ne. Yasashii という imi desu. À, vậy thì đây là có từ này đúng nhỉ? Có nghĩa là gì đúng các bạn? Ai có nó có tôi bảo nani nani imi desu ka đúng nhỉ? Từ này thì có nghĩa là gì ở sensei? Sensei bảo là từ này có nghĩa là yasashi, có nghĩa là rất là hiền đúng nhỉ? Vậy thì có nghĩa là gì, chúng ta có từ để hỏi nào? Câu này dễ quá sensei ạ. Hay từ vựng từ vựng làm càng ngày càng khó, ngữ pháp thì làm càng ngày càng dễ. So desu ka, thế là câu 7, câu 3 cũng dễ đúng không các bạn? Rồi xin giới thiệu, thứ nhất lần sau sẽ tăng độ khó lên cho cả lớp ha, cho mình đang sáng ha. Rồi, vậy thì câu 4 này. Hay. Rồi em so desu ne, em chọn đáp án. Em chọn đáp án 4. Đô à? Đô imi à các bạn? Có thiếu cái gì không ta? À, 3 mới đúng. Chính xác rồi cả lớp ạ. Đáp án của chúng ta chính xác là 3번 desu ne. Hay. Đô yu imi desu ka? In desu ne. Đô yu imi desu ka? Hay, rất tốt rồi nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo, đó là câu số 15 đúng nhá. Hay. Câu số 15 của chúng ta này, mình đang sang này, chúng ta có hai người hội thoại với nhau đúng nhá. In desu ka? Hay, đó là Chan-san và Furukawa-san đúng các bạn. Chan-san bảo như thế này nhá cả lớp nhá. Hay, Chan-san bảo là Furukawa-san, この授業のレポート終わりましたか? そうですね。Furukawa-san ơi đúng nhá. この授業のレポート là cái báo cáo của cái tiết học này đúng nhá. Owarimashita ka? Thì đã. Ok desu ka? Thì đã hoàn thành chưa? In desu ne, đó cái báo cáo của cái tiết học này thì đã hoàn thành chưa đúng nhá. Vậy thì bạn so desu ne, bạn hứa được câu bạn mới trả lời là hai. Ishukan kakarimashita ga desu ka? Kino no yoru đúng nhá. Kino no yoru nani nani owarimashita. In desu ka? Kino no yoru nani nani owarimashita. Rồi, vậy thì phó từ mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây là gì nhỉ? Các bạn nhỉ? Hãy matemasu yo. Sensei ơi. Ôi sensei đây. Các bạn ơi, các bạn cứ nói đi nhé. Các bạn cứ sensei ơi. Làm sensei trời ơi. Ôi làm sensei run lắm các bạn ạ. Sensei ơi, em đúng được tận 12 trên 14 câu ạ. Ê, trời ơi. Sugoi. Rất là tốt đúng không? So desu ne. Không biết là Minna cảm thấy đề bài hôm nay của chúng ta như thế nào nhỉ? Có khó không? Hay em thấy có câu khó, có câu dễ. Đúng rồi, có câu khó, có câu dễ Minna rằng ạ. Nhưng mà nhìn chung là lớp chúng ta trong livestream của chúng ta thì các bạn làm bài khá là ổn đúng không? So desu ne. Sensei đang chờ đáp án của Minna nhá. Hai, kanbatte kudasai.
そうですね。例えば、こちらは、やっとですか、ずっとですか、もっとですか、きっとですか。cuối cùng thì cũng hoàn thành xong rồi đúng không? Cuối cùng này thì cũng hoàn thành xong rồi. Vậy thì cái từ cuối cùng đấy chúng ta sẽ dùng chữ là yatto ですね, chính xác rồi. Các bạn làm bài rất là tốt và rất là chính xác rồi nhá. Hai, chính là ichiban ですね. Yatto, owarimashita. Yatto, owarimashita. Nên ですね. Hai, ăn xong chưa? À, sao ですね, cái này là cuối cùng thì cũng xong rồi ですね. Một cái việc gì đấy mà làm cho mình áp lực, lo lắng một quãng thời gian dài được nhá. Khi mà mình cuối cùng cũng xong, mình sẽ dùng là yatto, owarimashita. Ok ですね. Hai. Đấy, rồi chúng ta sẽ ôn tập thêm các cái số ですね, ôn tập thêm các cái phó từ tiếp theo này. Chúng ta có zutto. Zutto nhá, cũng là một cái phó từ rất là quen thuộc cả lớp ạ. Là một phó từ dùng rất rất là nhiều trong kaiwa, cho nên là sensei sẽ để cho mình rằng cùng với mình rằng học kaiwa với cái phó từ là zutto nhá. Nên cái zutto có nghĩa là suốt mà. Nên cái suốt mà ですね. Ví dụ này, corona đúng không? Làm cho chúng ta suốt ngày phải ở nhà. Chúng ta sẽ nói thế nào? Hay hình như sao sensei cứ có cảm giác là câu này sensei đã hỏi mình rằng rồi thế nhỉ? Hay vì dịch corona này cho nên là mình suốt ngày phải ở nhà. Nên suốt ngày phải ở nhà mình sẽ nói là hay zutto ie ni iru wa ko. Zutto ie ni iru? So desu ka? Đáp án của chúng ta zutto ie ni iru cũng có thể hiểu được nhé các bạn nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cách nói chuyện nó tự nhiên hơn. Đó chính là zutto uchi. Zutto uchi. Đấy, ở nhà suốt thôi. Như thế cả ở nhà suốt thôi. Đấy, rồi làm cái gì đấy suốt này. Ví dụ như học tiếng Nhật suốt thôi chẳng hạn, chúng ta sẽ gọi là zutto nihongo benkyou shimasu ne. Như thế cả. Rồi tiếp theo nhá. Rồi tiếp theo nghĩa là dư tội đúng nhá, dẹp tội, mốt tội, khi tội là ba cái tính từ mà rất rất là nhiều trong kaiwa các bạn nhá. Tiếp theo là mốt tội hơn thế nữa ですね, mốt tội ですね. Hay rồi tiếp theo là khi tội nhất định, in ですか, khi tội nhất định nhá. Hay rồi tiếp theo này Minasan ơi, chúng ta đã chính thức đi được 1/3 chặng đường rồi cả lớp ạ, 1/3 chặng đường rồi nhá, cho nên là Minasan cầm bắt tên nè. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo, đó là lục cư băng nhá, chúng ta sang câu 6 này. Câu 6 của chúng ta là kino ha o đúng không? Ha o nani nani nemashita. Đó. Kyo răng như thế nào rồi đi ngủ đúng nhá? Đấy, làm gì với răng rồi đi ngủ? Chắc chắn là đánh răng hoặc là không đánh răng rồi đúng không? Migakimasu các bạn ạ. Migakimasu nhá. Rồi, vậy thì migakimasu ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhá? So desu ne. Rồi, ichi này, migakanai de. Migakanai de là không đánh răng đúng không? Migakanai de nemasu. Hôm qua tôi đã không đánh răng mà tôi đi ngủ đúng không các bạn? In desu ne. Vậy thì đáp án 1 có đúng không? Sensei ơi câu này dễ. Em chắc chắn là đáp án 1 ạ. So desu ne, sugoi. Chính xác rồi các bạn ạ. Đáp án của lục cấp bang của chúng ta chính xác là 1 nhá. Hay kino ha o desu ne. Ha o migakanai de. Migakanai de là không đánh răng đúng nhá. Nemashita mà đã đi ngủ đúng không các bạn? In desu ne. Rồi vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các đáp án khác nhá. Chúng ta có ni bang desu ne, câu số 2 này. Migaku to. Chúng ta gặp lại cự tộ đúng nhá. Vậy thì cự tộ nó khác gì so với cả nai đế nhá cả lớp nhỉ? Nai đế và tê. Thì mình đã là lưu ý xem xem nhá. Cự tộ á nó là sẽ những cái việc liên quan đến máy móc. Như cả máy móc. Một cái keyword, một cái từ khóa nữa của rự tộ ấy thì mình rằng có thể nhớ xem xem nhá. Đó chính là những điều hiển nhiên, những điều về thiên nhiên. Như cả vậy là rự tộ chúng ta có hai cái keyword, hai cái từ khóa đúng nhá. Đó là tự tộ, đó là máy móc và thiên nhiên nhá. In desu ka? Đó, in desu ne. Để ra, to tsugi ni ikimasu nha. Chúng ta sang đáp án 3 này, migaki. Migaki, migaki ở đây hơi thiếu nhỉ, có lớp nhỉ. Migaki mà nối luôn với cả nemasu chắc chắn là thiếu rồi, đúng không? Né. Rồi, cho nên là ở trường hợp này chúng ta không thể dùng được tự tộ nha cả lớp nhá. Hay, rồi tiếp theo này, yonban, migai desu ka? Không phải là migai đúng không các bạn? In desu ne, cái này sang ngữ pháp mất rồi này. Tôi biết là sensei cho mình làm một bài tập về nhà nhá. In desu ka? Các bạn làm xong bài các bạn có thể là comment vào giúp sensei hả? Comment vào bài live giúp sensei nhá. In desu ka?
À, và lưu ý là đáp án này cũng sẽ được tính là một trong các đáp án đúng để Minasan có thể là săn học bổng 10% học phí ở khóa học bất kỳ của Yukari nhá. Next, next. Đố Minasan nói được câu. Cứ đến mùa xuân, hoa anh đào lại nở. Indesca, cứ đến mùa xuân này, hoa anh đào lại nở. Indesnet, cuối livestream này Sensei sẽ bật mí đáp án cho Minasan nhá. Hãy. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo nhé các bạn nha. Đó là câu số 7, đúng nhá. Hãy câu số 7 của chúng ta này. Lai shu chu, đúng nhá. Lai shu ju ni inですか? Hãy ju gyo ryo ですね. Ju gyo ryo là học phí đúng không các bạn? O nani nani ikenai. Ju gyo ryo o nani nani ikenai ですね. Chắc là tuần sau đây rồi đúng không? Trong tuần sau sẽ phải nộp học phí đúng nhá. Ikenai là thấy đuôi này rất nguy hiểm rồi. Đó, đó ikenai. Ở đây chúng ta có hara e ba ikenai. So desu ka? Chắc là không đúng nhỉ cả lớp nhỉ. Tại vì là hara e ba. Hara e ba là thế gì các bạn? Hara imasu vậy hara e ba là thế gì? So desu ne? Không thể là một sensei ạ. Chính xác rồi, không phải là một đâu nha các bạn nhá. Vậy đáp án là gì nhỉ? Rồi, hai có được không? Hara wa nakute mo. Phải là harawanakute mo ii chứ, đúng không nhỉ? Không làm gì cũng được mới là harawanakute mo ii nhá các bạn nhá. Nhìn đây nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sang câu số 4 này. Harate wa ikemasen. Harate wa ikemasen có nghĩa là gì các bạn? Tatoeba desu ne. Xin được có một ví dụ dễ hiểu hơn này. Là tabako. Nhìn đây có. Tabako o sutte wa ikemasen. Tabako o sutte wa ikemasen có nghĩa là không được hút thuốc, đúng không các bạn? Không được hút thuốc, vậy thì chúng ta suy luận ra đó là te wa ikemasen hay là te wa ikenai nhá. Nó sẽ có nghĩa là không được làm gì. Ví dụ như nếu mà dùng harate wa như là so desu ne. Nếu mà dùng harate wa như là Hoang Sàng đang comment ở trên live của chúng ta ấy, thì nó sẽ là trong tuần sau bạn không được đóng tiền học phí. Rất buồn cười đúng không các bạn? Thì desu ne, cho nên đáp án của chúng ta là nai to ikenai các bạn ạ. Nai to ikenai phải làm gì đó nhá. Inesne, nakereba narimasen cũng đúng không sai. Inesne, tuy nhiên này thì nakereba narimasen sẽ thường là khá là ít được sử dụng trong văn nói các bạn ạ. Tại vì nhá, slogan cũng là tiêu chí của Yukari đó là học tiếng Nhật ứng dụng nhất đúng nhá. Thế nên sensei sẽ cố gắng đưa những cái ngữ pháp cũng như là những cái câu tiếng Nhật mà ngắn gọn dễ hiểu để mình sẵn có thể là ứng dụng luôn vào kaiwa nhá. Desu ka? Hey, harawanai to ikenai. Harawanai to ikenai sẽ có nghĩa là phải làm sao? Phải trả học phí vào tuần sau, đúng nhá. Desu ne? Rồi, chúng sang câu tiếp theo này, đó là câu số 8 nhá. Hey, ganbatte kudasai ne minasan. Hey, densha ga gondemashita. Aishi o nani nani desu. Desu ka? Densha ga gondemashita. Miên giảng ơi, bình thường chúng ta sẽ là konde ite đúng không? Konde ite hoặc là konde là được của học. Hoặc là konde imashita kara. Konde ita kedo đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây tự nhiên đúng không? Khao đi sensei cho miên giảng một câu đó là de imashita. Tức là te imashita. À te mashita đúng không các bạn? Te mashita thì miên giảng lưu ý nè. Te mashita nó là cái thể lịch sự. Inesuka là thể lịch sự. Nói thế này nó sẽ rất lịch sự. Nó thương thêm một chút về kính ngữ đấy cả lớp nhá các bạn nhá. Indesuka đó, cho nên là đen sẽ có kondemashita vẫn là vì thôi. Indesne, vì là tấu rất là bị tắc đúng nhá. Đó, đen sẽ đến rất là đông. Indesne, cho nên là ashi chân của tôi như thế nào, khân đẻ chân của tôi đã giẫm đi vào chân người khác rồi, không phải đúng không? Tiếp theo là khumareta. Khumare là thể gì các bạn nhỉ? Đối với giảng 3 giây, 1 hay ba. Khumare là thể. Chính xác. Hay hay, khumare của chúng ta là thể bị động. Ok đấy nhé. Hay mình rằng ơi, nếu mà bạn nào còn chưa chắc về ba thể là thể khả năng, thể bị động và thể sai khiến thì mình rằng đừng quên đó là sẽ theo dõi link YouTube của Yukari dưới này nhá. Chỉ với 15 phút Mina Sáng sẽ nhớ luôn và không bao giờ quên cách phân biệt ba thể này cùng với Yukari. Lát nữa sensei sẽ nhờ các bạn trợ giảng, đó là sẽ up link ở bên dưới của livestream giúp Mina Sáng nhá. Hãy zeki desu ne mite kudasai. Đó, vậy thì đây là bị làm sao thì phải la lên đúng không? Cho nên là khumareta
are đúng không? La lên là are đúng không? Khi madeta sẽ là thể bị động. Đó, vì là tàu điện rất là đông cho nên là tôi bị giẫm vào chân, bị giẫm vào chân. Understand? Chính xác thì mình đã giảng rất tốt. Chúng ta chỉ còn hai câu cuối cùng nữa thôi Minh Sáng ơi, đó là chúng ta đã kết thúc hành trình chinh phục tổng hợp chữ Hán cũng như là từ vựng của GPT N4 đúng nhá. Hay tiếp theo kêu bằng để xem Minh Sáng. Hay đây là Tanaka san ni wa Tanaka san ni wa kyou no koto wa kyou no koto wo desu ne Minh Sáng. Hay kyou no koto wa nani nani hou ga いいと思いますよ。いいと思いますね。 はい。今日のことは、今日のことは何々方がいいと思いますよ。 皆 さん ơi, chúng ta gặp lại cấu trúc đó là hồ がいい đúng không các bạn? そう ですね。 Sensei ơi, em làm đúng tận 15 câu rồi Sensei ạ. Sugoi, rất tốt nhá. Hi, understand. Các bạn ơi, các bạn nhớ là Mina Sàng làm đúng được bao nhiêu ở trong livestream ấy, Mina Sàng chụp ảnh và để cho Sensei biết nhá. Cũng đấy cũng là động lực để cho Yukari có thể là ra càng nhiều video cũng như là mỗi livestream đúng nhá, để chữa đề cũng như là chữa bài cho Mina Sàng nhá. Hi. Ok ですね. Hi. Hi, Tanaka san ni wa. So desu ne, kyou no koto wa à hồ gà y đúng nhỉ. Khi mà nhắc về hồ gà y thì mình sẽ phải nhớ ngay đến tàu hồ gà y và nai hồ gà y đúng nhỉ. Đó, phải nhắc ngay đến tàu hồ gà y và nai hồ gà y nhá. Tức là chúng ta sẽ phải bỏ luôn những cái no ở đây đi nhá, ba và san bằng và yon bằng chúng ta bỏ luôn đi nhá, mình đang giải nhá. Vậy là chúng ta sẽ chỉ có ichi bằng và ni bằng thôi đúng không? Chúng ta cùng xét này. Ien này đúng, các bạn biết là thể gì nhá? E đúng không? Thôi để nếu không có khả năng thì sẽ bị e đúng không các bạn, để thể khả năng rồi đúng nhá. Đó, ý e này ấy, đó là không thể nói được các bạn ạ, không thể nói nhá. Nhưng mà hồ cả y của chúng ta sẽ kết hợp với thế này thông thường thôi các bạn nhá. Let's go. Vậy thì ý ima sẽ thành là ý ima này, ý sẽ thành ý này để nhé. Rồi đáp án của chúng ta chính xác là đi bằng. Let's go. Chính xác rồi, mina san ạ, yoku dekimashita yo, sugoi. Hãy sử dụng được nhé. Để chúng ta sang câu cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là câu số 10 nhé các bạn nhé. In this card, câu số 10 được nhé. Hãy, đây là haha oya đúng nhá. Đó. Haha oya là mẹ đúng không các bạn? So được nhé, haha oya là mẹ nhá. Hãy, mẹ nói là いつまで game をしてるの? So được nhé. Này, con định chơi game đến bao giờ đấy? Đúng không? Rất là hay. Hay, いつまでゲームをしてるの? 早く何々đúng không? 早く何々 các bạn đã xem Doraemon không? Đó, thì mẹ có Nobita cường á, đúng nhỉ? Rất là hay nói cái điều này với bạn ý, đúng không? Ok ですね. Rồi vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Hay, いつまでゲームをしてるの? 早く. Câu này dễ lắm nhân viên. Hay. So ですね. Mina san ơi. Hay, chúng ta có thể là so ですね, sekai desu yo. Rồi rất tốt nhé các bạn nhé. Hay. sẽ chờ thêm câu trả lời từ các bạn khác nữa nhá. Onegaishimasu. In desu ka? Onegaishimasu ne. Chúng ta sẽ cùng chờ thêm câu trả lời từ các bạn khác nữa nhá. Sugoi ne, Mina san, sugoi. Đáp án của chúng ta là rất tốt. Đáp án chúng ta là nenasai. Các bạn có hay bị mẹ nói thế này không? Hayaku nenasai. In desu ne. Hai, いつまで game をしてるの? So desu ne, hayaku nenasai. Con bao giờ con định đi chơi? Con định chơi game thì bao giờ đấy? Không nhanh mà đi ngủ đi đúng không? Hayaku nenasai đấy. Mình rằng hayaku bengo shinasai. Các bạn học nhanh lên nhá. In desu ka? Học nhanh nhá. Hãy cứ bén kêu xin nó sai. Nó sai đấy nhé. Hey, Mina san ơi, vậy là chúng ta đã kết thúc buổi livestream ngày hôm nay với 20 câu chữa từ vựng và ngữ pháp tổng hợp của GPT N4 cùng với cả Yukari đúng nhá. In desu ka? Các bạn nào mà các bạn làm đúng được từ 3 câu trở lên và đã comment vào livestream của Sensei thì các bạn nhớ chụp lại ảnh minh chứng cũng như là inbox cho fanpage của Yukari để nhận được ưu đãi học phí nhá. In desu ka? Ngoài ra thì sau tiết học Sensei cũng sẽ up tài liệu này
Indesk cũng như là link YouTube, những cái bài YouTube liên với các chủ đề liên quan á mà sensei có nhắc đến trong livestream ấy, thì sensei cũng sẽ up những cái link YouTube đó ở ngay dưới phần comment để Mina-san có thể là lưu ý nhá. Indesk. Hey. Sensei ơi. Sensei ơi, sensei up ở trên phần phần content ý ạ. Hey, wakarimashita ne. Wakarimashita, hoan rằng. Rồi, sensei hiểu rồi nha. Vậy thì sensei sẽ up ngay ghim link trên content luôn để Mina-san có thể theo dõi cả YouTube nhá. Ok desu ne, Mina-san. Hai, kyou wa otsukaresama desu. お疲れ様です。本当にありがとうございます。